Để bây giờ bắt đầu 4:05 nha, hai block đường nữa nè. Tôi đi từ nhà ra tiệm, hôm nay từ tiệm về nhà hai block đường, nhưng mà về từ tiệm từ tiệm về nhà hai block đường, nhưng mà từ nhà ra tiệm tôi phải đi đường vòng nè. Tại thay vì quẹo phải lên đó, cái phải do U turn á, quẹo cái đường chữ U á khó hơn, cho nên đi thẳng ra đây thì băng qua đường được. Cái đằng kia nó không cho chỗ tôi băng qua đường, cho nên cái này khó hơn. Cũng là hai đường dài đó, okay. Cũng là two long block, ok đó. Bây giờ ha, bắt đầu một block nè ha, một block đường đó, từ đây đến đèn xanh đỏ là một block đường dài. Block đường dài này bằng gấp 3 block đường thường ha. Đó, 4:05 giờ, 4:06, ok. Đó, một block đường xong. Đây, block đường thứ hai. Block đường thứ hai đây, block đường thứ hai. 4:05:06. Giờ là 7 rồi đó. Đó, chỉ có, thưa các bạn, chỉ có là mấy phút đây? Chỉ có 1:30 là tới đây nè. Xong 1:30 đây. Đó, xong. All done. All done, all finished. Bye bye. Tắt. Thế là xong. Tắt máy. Tắt máy xong rồi đó. Nè, ra trước nè. Đi lùi ra nè, vô tiện nè.